Xin chào tất cả các bạn, mình rất vui khi lại quay trở lại với các bạn trong series tổng hợp ngữ pháp N4 xuất hiện trong giáo trình Minano Nihongo. Hy vọng cái clip tổng hợp này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như ôn luyện. Ngữ pháp số 1, undesu. Undesu, cách kết hợp thể thường cộng với undesu. Tuy nhiên, danh từ và tính từ đuôi na khi ở thể hiện tại chúng ta không dùng với na mà thêm na vào đằng sau. Đầu tiên, undesu hay xuất hiện ở dạng câu hỏi undesu ka, dùng để thứ nhất, xác nhận lại thông tin xem có đúng như cái mà mình đang nghe hoặc đang nhìn thấy hay không, đang suy đoán hay không. Ví dụ, Watanabe-san wa tokidoki Osaka ben tsukaimasu ne. Osaka ni sundetan desu ka? Ee, 15-san made Osaka ni sundemashita. Anh Watanabe hay sử dụng tiếng Osaka nhỉ? Anh đã từng sống ở đó à? Ừ, tôi đã ở Osaka đến năm 15 tuổi đấy. Số 2, khi hỏi về thông tin mà ta nghe hoặc nhìn thấy. Ii kamera desu ne. Doko de kattan desu ka? Nihon de kaimashita. Ôi mà đẹp thế, có mua ở đâu vậy? Mình đã mua nó ở Nhật. Số 3, khi chúng ta muốn nghe giải thích nguyên nhân lý do của sự việc mà ta nhìn hoặc ta nghe thấy. Ví dụ, doste okureta desu ka? Tại sao lại đến muộn thế? Đó là dạng câu hỏi undesu ka. Với câu trần thuật undesu thì nó được dùng trong mấy trường hợp như sau. Thứ nhất, khi trả lời câu hỏi tại sao thì lúc này phía sau không còn cần kara nữa. Ví dụ, doste okureta desu ka? Basu ga konakatta desu. Tại sao lại đến muộn thế? Dạ, tại xe buýt không đến ạ. Thứ hai, khi người nói muốn trình bày thêm nguyên nhân, lý do cho sự việc ở đằng trước thì lúc này phía sau cũng không còn cần cả đám nữa. Ví dụ, mai asa shinbun wo yomimasu ka? Ie, chikan ga nai desu. Sáng nào anh cũng đọc báo à? Không đâu, vì tôi không có thời gian. Ngữ pháp số 2, undesu ga. Undesu ga. Ngữ pháp này dùng trong mấy trường hợp như sau. Đầu tiên, với mẫu undesu ga, vatte itadakemasen ka? Mẫu này dùng để yêu cầu nhờ vả ai đó làm gì giúp mình, nhưng có ý nghĩa lịch sự hơn so với te kudasai. Ví dụ, Nihongo de tegami wo kaitan desu ga, mite itadakemasen ka? Em có viết bức thư này bằng tiếng Nhật, cô có thể xem qua giúp em được không ạ? Mẫu số 2, undesu ga, vattara ii desu ka? Khi muốn được người nghe cho lời khuyên hoặc hướng dẫn phải làm gì? Nihongo wo benkyou shitai desu ga, dostara ii desu ka? Kou seisei ta de benkyou shitara ii to omoimasu. Tôi muốn học tiếng Nhật thì nên làm sao nhỉ? Mình nghĩ học ở trung tâm Kou seisei cũng tốt đấy. Ngữ pháp số 3, động từ chia thể khả năng, kanoke. Đầu tiên ta sẽ đi đến cách chia động từ ở thể khả năng. Với động từ nhóm 1, trước mắt sự là chữ vần i thì ta chuyển thành vần e. Ví dụ, ikimasu sẽ thành ikemasu, naoshimasu sẽ thành naosemasu. Với động từ nhóm 2, ta sẽ bỏ masu thêm đuôi raremasu vào. Ví dụ, tabemasu thành taberaremasu, oboemasu oboeraremasu. Cuối cùng, với động từ nhóm 3, shimasu thành dekimasu, kimasu thành koraremasu. Về cách sử dụng cũng như ý nghĩa của động từ chia thể khả năng, đầu tiên nó thể hiện khả năng, năng lực của ai đó. Đúng nhỉ, tôi có thể làm được việc gì. Ví dụ, Nihon ryori ga tsukuremasu, tôi có thể nấu được món ăn Nhật. Thứ hai, chúng ta dùng để thể hiện tính khả thi. Ở đâu đó có thể xảy ra việc gì, có thể làm được việc gì. Ví dụ, ginko de okane ga kaeraremasu, chúng ta có thể đổi tiền ở ngân hàng. Ngữ pháp số 4, mada, động từ chia thể khả năng và đi với dạng masen. Chưa thể làm gì, không thể làm gì. Diễn tả một việc trong thời điểm nói thì chưa thể làm được, nhưng sẽ cố gắng để sau này có thể thực hiện được nó. Ví dụ, Nihon no uta ga mada utaemasen, tôi chưa thể hát được tiếng Nhật. Ngữ pháp số 5, shika, động từ chia thể phủ định. Nó sẽ có cách gì giống như dake mà chúng ta đã học, đó là chỉ.
Nó thể hiện giới hạn trong việc thực hiện hành động mà mang hàm nghĩa khiêm tốn khi nói về bản thân. Tuy nhiên chúng ta chú ý, shika thì đằng sau động từ chúng ta phải chia thể phủ định. Ví dụ, watashi wa hiragana dake kakemasu. Watashi wa hiragana shika kakemasen. Tôi mới chỉ viết được hiragana. Ngữ pháp số 6. N1 wa ga N2 wa. N1 thì nhưng N2 lại. Thể hiện hai điều trái ngược hoàn toàn, thường là về khả năng, với ý nghĩa cái này thì làm được, còn cái kia thì chưa làm được. Ví dụ, hiragana wa kakemasu ga kanji wa kakemasen. Tôi có thể viết được hiragana nhưng kanji thì chưa. Ngữ pháp số 7. Danh từ 1 ni, danh từ 2 ga dekimasu. Ở N1 có N2 được hoàn thành, thể hiện sự hoàn thành của sự vật hiện tượng, trong đó danh từ N1 thường ám chỉ địa điểm. Ví dụ, eki no mae ni ooki suba ga dekimashita. Ở trước nhà ga có một cái siêu thị to mới được xây xong. Ngữ pháp số 8. Vấp 1 bỏ masu cộng với nagara. Vấp 2 vừa làm việc này vừa làm việc kia, diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời vào cùng một thời điểm, trong đó hành động thứ hai là hành động chính được nhấn mạnh hơn. Ví dụ, watashi wa maiasa kohi o nominagara shimun o yomimasu. Tôi hay vừa đọc báo vừa uống cà phê vào buổi sáng. Ngữ pháp số 9. Vấp te imasu. Động từ chỉ ở dạng te imasu. Ngữ pháp này có một vài cách sử dụng như sau. Thứ nhất, diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói, hoặc một hành động diễn ra liên tục trong một thời gian dài như công việc học tập. Ví dụ, ima terebi o mite imasu. Tôi đang xem TV. Thứ hai, nó diễn tả trạng thái hay kết quả của một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Ví dụ, watashi wa kekkon shite imasu. Tôi đã kết hôn. Cách sử dụng thứ ba, diễn tả một thói quen, một hành động có tính chất lặp đi lặp lại trong nhiều lần trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ, yasumi no hi wa sports wo shite imasu. Tôi thường chơi tennis vào những ngày nghỉ. Chú ý, với những hành động mang tính chất thói quen trong quá khứ thì được biểu thị ở dạng vokte imashita. Ví dụ, kodomo no toki maiban 8 giờ ni nete imashita. Hồi nhỏ, tối nào tôi cũng ngủ lúc 8 giờ. Ngữ pháp số 10. Shi. Cách kết hợp đứng trước shi, động từ, tính từ và danh từ, mình sẽ chia về thể thông thường. Ví dụ như vấp rự, vấp nai, vấp tả. Tính từ đuôi y shi, tính từ đuôi na, danh từ da shi. Đồng thời trong câu có shi thì trợ từ mố thường hay được dùng để thay thế cho trợ từ gá hay ố, với hàm ý nhấn mạnh vào các lý do đưa ra. Ta có cách sử dụng đầu tiên. Shi, sore ni. Vừa, hơn thế nữa. Dùng để bổ sung thêm thông tin, miêu tả những nội dung khác nhau của một đề tài. Ví dụ, mira-san wa shinsetsu da shi, atama mo ii shi, sore ni handsome desu. Anh Mira vừa tốt bụng, thông minh, đã vậy lại còn đẹp trai nữa. Cách sử dụng thứ hai, shi, sore de, vì, nên. Được dùng khi trình bày hơn một lý do hoặc nguyên nhân. Kyō wa ame da shi, okane mo nai shi, sore de dekakemasen. Hôm nay trời thì mưa mà tiền cũng không có, nên tôi chẳng ló mặt ra khỏi nhà. Cách sử dụng thứ ba, shi, nani nani kara, vì và vì. Dùng để trả lời cho câu hỏi tại sao, với ngụ ý ngoài những nguyên nhân người ta nêu ra còn có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa. Ví dụ, doste kono kaisha ni haittan desu ka? À, zangyō mo nai shi, bonasu mo oi desu kara. Tại sao lại vào công ty này? Vì công việc ở đây không phải làm thêm nhiều mà lại còn có thêm thưởng nữa. Ngữ pháp số 11. Danh từ ga, động từ vokte imasu, trong đó động từ ở câu này là các nội động từ. Biểu thị trạng thái của đồ vật, sự vật.
Và khi miêu tả nguyên trạng thái hiện ra trước mắt mình thì động từ hoặc chủ thể của trạng thái đó chúng ta sẽ biểu thị bằng trợ từ ga. Ví dụ, mado ga shimatte imasu, cửa sổ đang đóng. Lúc này miêu tả cửa sổ đang ở trong trạng thái đóng có thể là do gió hoặc ai đó làm nó đóng lại. Khi diễn tả trạng thái xảy ra trong quá khứ, chúng ta sẽ chia dạng vopte imashita. Kesa michi ga konde imashita. Ngữ pháp số 12. Danh từ wa vopte imasu, trong đó động từ vẫn là các nội động từ. Khi muốn nói rõ ràng nhấn mạnh chủ thể của hành động hoặc hành vi là chủ đề của câu, chúng ta sẽ sử dụng trợ từ wa thay cho ga. Cũng thường hay sử dụng các đại từ chỉ định như kono, sono, ano. Ví dụ, kono isu wa kowarete imasu, chiếc ghế này đang bị hỏng. Ngữ pháp số 13, vopte shimaimasu. Cách sử dụng đầu tiên, nó thể hiện sự hoàn thành, hoàn tất một hành động, một công việc nào đó. Với dạng quá khứ, vopte shimaimashita, dùng để nhấn mạnh sự hoàn thành thật sự của hành động. Đứng trước nó thường là các trạng từ như mo, zenbu. Ví dụ, sukudai wa mo yatte shimaimashita, tôi đã làm xong bài tập hết rồi. Với dạng vopte shimaimasu thì nó dùng để diễn tả sự hoàn thành của hành động trong tương lai. Asta made ni reporto kaete shimaimasu, đến ngày mai là tôi sẽ viết xong báo cáo. Cách sử dụng số 2, vopte shimaimashita, vopte shimaimasu, còn dùng để biểu thị sự hối tiếc, tâm trạng biết lỗi của người nói trong một số tình huống xấu. Ví dụ, passport o nakushite shimaimashita, tôi đã lỡ làm mất passport rồi, thì mình hay dịch là mất rồi, tiêu rồi. Ngữ pháp số 14, vopte arimasu, vopte arimasu, trong đó động từ là các ngoại động từ. Ta có mẫu số 1, danh từ 1 ni, danh từ 2 ga vopte arimasu, trong đó danh từ 1 thường thể hiện vị trí, địa điểm, ở đâu đó có cái gì, thể hiện trạng thái của đồ vật sau khi xảy ra một việc gì đó, và hiện giờ ở thời điểm nói là kết quả của sự việc đó vẫn còn tồn tại. Ví dụ, ka be ni chizu ga hatte arimasu, hàm ý là một ai đó đã dán bản đồ lên tường nhằm mục đích nào đó, và kết quả là hiện tại ở trên tường vẫn có bản đồ. Mẫu số 2, danh từ 2 wa, danh từ 1 ni vopte arimasu, trong đó danh từ 1 vẫn thể hiện vị trí, địa điểm. Mẫu này dùng để nhấn mạnh vị trí tồn tại của sự vật, hiện tượng. Ví dụ, chizu wa doko desu ka? Chizu wa kabe ni hatte arimasu, bản đồ ở đâu vậy? Bản đồ được treo trên tường ấy. Ngữ pháp số 15, vopte okimasu. Vopte okimasu có mấy cách dùng như sau ạ. Đầu tiên ở dạng mai ni vopte okimasu, diễn tả một hành động cần làm trước để chuẩn bị cho một hành động khác xảy ra, mang tính chuẩn bị ạ. Ví dụ, ryoko no mai ni kippu o katte okimasu, tôi sẽ mua trước vé trước chuyến du lịch. Mẫu thứ 2, tara vopte okimasu, diễn tả một hành động cần thiết phải làm sau khi một việc nào đó kết thúc. Ví dụ, jugo ga owattara denki o kesute okimasu, hãy tắt điện khi hết giờ học. Dạng số 3 mà chúng ta cũng hay gặp đó là sono mama vopte okimasu, làm gì hay là giữ nguyên trạng thái ban đầu của sự vật, hiện tượng. Ví dụ, terebi o kesute mo ii desu ka, mou sugu news no shikan desu kara tsukete oite kudasai, mình tắt tivi đi nhé. À, sắp đến chương trình thời sự rồi nên cậu cứ để tivi giúp mình nhé. Ngữ pháp số 16, động từ chia thể ý chí ikoke. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cách chia của động từ ở thể ý chí. Với động từ nhóm 1, ta chuyển đuôi ư sang ô có trường âm ư. Ví dụ, iku thành iko, isogu thành isogo, hanasu thành hanaso.
Với động từ nhóm 2, ta bỏ đuôi rự thêm đuôi yo vào. Ví dụ, taberu sẽ thành tabeyo, hajimeru sẽ thành hajimeyo, miru, miyo. Với động từ nhóm 3, suru chúng ta chuyển thành siyo, kuru thành koyo. Động từ ở thể ý chí có những cách sử dụng như sau. Đầu tiên, nó là cách nói thông thường của động từ ở dạng masho, dùng để đề xuất, dụ dê cùng nhau làm một việc gì đó. Ví dụ, chotto yasumanai? Ừ, yasumo, nghỉ ngơi một chút nhé. Ừ, nghỉ thôi nào. Một mẫu ngữ pháp mà chúng ta cũng hay bắt gặp với thể ý chí đó là động từ chia thể ý chí cộng với to omotteimasu, dùng để biểu lộ dự định, ý muốn làm một chuyện gì đó cho người nghe biết. Ví dụ, shumatsu suba ni iko to omotteimasu, tôi đang định đi siêu thị vào cuối tuần này. Ngữ pháp số 17, yote desu, có ý nghĩa thể hiện dự định làm gì, kế hoạch làm gì đó. Về cách kết hợp, đứng trước yote, động từ sẽ chia thể nguyên dạng verb ru và danh từ phải thêm no vào đằng sau, diễn tả một dự định, một kế hoạch gì đó, nhưng chỉ dùng với những sự kiện đã được định sẵn mà không phụ thuộc vào ý chí, ước muốn của bản thân người nói. Ví dụ, 7月の終わりにインドへ出張する予定です。Tôi có kế hoạch hết tháng 7 này sẽ đi công tác. Ngữ pháp số 18, mada watte imasen, chưa làm, biểu thị một việc gì đó vẫn chưa được diễn ra hoặc chưa được làm. Ví dụ, reporto wa mo kakimashita ka? Ie, mada kaete imasen. Anh đã viết xong báo cáo chưa? Chưa, tôi chưa viết ạ. Ngữ pháp số 19, vấp tạ, vấp nai, hô gá y để sự, dùng để khuyên ai đó nên làm gì, không nên làm gì. Ví dụ, netsu ga arun desu, ja ofuro ni haranai hô gá y desu yo. Tôi bị sốt rồi, vậy tốt nhất là cậu không nên tắm lúc này. Ngữ pháp 20, desho, dùng để phỏng đoán, có lẽ là, chắc là, có thể. Về cách kết hợp với desho, động từ tính từ danh từ mình chia về thể thông thường futsuke. Tuy nhiên danh từ và tính từ đuôi na ở thể hiện tại mình không cần thiết phải dùng với da. Cộng thẳng trực tiếp luôn vẫn được. Thứ nhất, desho biểu thị suy luận của người nói dựa trên căn cứ và một số thông tin nào đó. Nó thường được sử dụng chung với một số phó từ như là tha bừng, có lẽ, hay là kịch tội, nhất định, chắc chắn. Kare wa michi o yoku shite masu kara, tabun daishoubu desho. Anh ấy biết rõ đường rồi, nên có lẽ là sẽ ổn thôi. Ngữ pháp số 21, kamo shiremasen, cũng giống như desho, nó dùng để phán đoán, phỏng đoán, cũng là dịch là có lẽ là, có thể. Về cách kết hợp cũng giống như desho, đứng trước kamo shiremasen thì động từ, danh từ, tính từ chúng ta chia về thể thông thường futsuke, tuy nhiên tính từ đuôi na và danh từ không cần thiết phải có đà đằng sau. Nó cũng biểu thị sự phỏng đoán của người nói, nhưng khả năng xảy ra tương đối thấp, chỉ khoảng 50-50. Ví dụ, Yamada-san wa mada kitemasen ne, byouki kamo shiremasen. Anh Yamada vẫn chưa thấy đến nhỉ, có lẽ là ốm cũng nên. Ngữ pháp số 22, số từ cộng với de. Để được thêm sau số từ để chỉ giới hạn, ví dụ như về giá cả, thời gian, số lượng vân vân, cần thiết cho một tình huống, một hành động hay một sự kiện được tiến hành. Ví dụ, eki made 30 phun de ikemasu ka? 30 phút thì có thể đến được nhà ga không? Ngữ pháp số 23, tori ni, theo như, theo đúng như. Về cách kết hợp của tori ni, đứng trước tori ni, động từ mình ở hai dạng vấp rự hoặc vấp tạ, danh từ thì phải thêm no. Cách sử dụng, dùng để diễn đạt ý nói làm gì đó theo như hoặc giống như những gì mà mình nghe thấy, nhìn thấy, đọc được, hoặc theo như hướng dẫn trong một cuốn sách, một sự chỉ dẫn nào đó. Ví dụ, setsumesho no tori ni kumitatemasu, hãy lắp ghép theo sách hướng dẫn. Ngữ pháp số 24, ato de, sau khi, thì đứng trước ato de
động từ chia ở thể quá khứ vấp tại và danh từ phải thêm no vào, dùng để diễn tả tuần tự của các hành động. Atarashi no kata ato de nakushita tokyo ga mitsukarimashita. Sau khi mua đồng hồ mới thì tôi lại tìm được cái đã mất. Ngữ pháp số 25, vấp 1, nai de, vấp 2. Tức là vấp 1 mình chia về thể phủ định nai cộng thêm de. Mẫu này dùng để thể hiện sự quyết định, lựa chọn. Mình không làm vấp 1 mà mình làm vấp 2. Ví dụ, Nichiyobi doko mo ikanai de, ie de yukkuri yasumimasu. Chủ nhật này tôi chẳng đi đâu cả mà ở nhà nghỉ ngơi. Như vậy mình đã cùng với các bạn đi tổng hợp lại 25 mẫu ngữ pháp đầu tiên của nào 4. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần số 2 của series tổng hợp ngữ pháp nào 4 xuất hiện trong giáo trình Minano Nihongo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.